Xin chào tất cả anh em chúng ta đến với chương trình livestream vào hôm nay là tối thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Rồi cả nhà đâu rồi ạ? Về Và... Xin chào cả nhà mời cả nhà chúng ta đến với chương trình livestream vào tối thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 chào Minh Mai chào Hà Huy Hùng anh em có nghe rõ không ạ chào Nguyễn Tài Hải chào Hiếu Đức Dương cả nhà có nghe rõ không ạ Rồi, ờ, chào Phương Nam, chào à, Thanh Tâm. Chào Bình ông Nói nhỏ à, cả nhà có nghe rõ không ạ à? Chào Nguyễn Lương Chào Phạm Nam Chào Trung Kiên Nghe rõ không cả nhà ơi Chào Quốc Trung Chào Khương Đức Khởi Mình cảm ơn ứng Xuân Huỳnh ạ à Và Chào Thủy Vũ Thanh Chào Đào Long Chào Kiệt Lê À nghe rõ rồi Vâng cảm ơn Kiệt Lê Chào Nguyễn Văn Thắng Anh em khác cho ý kiến xem bạn có nghe được không ạ Chào Nguyễn Văn Hiếu Chào Mạnh Tùng Áo đẹp Chào Ngô Tương Ngô Tường Rồi chào khánh nga chào ngô hoàng tuấn chào lư hà nhi vâng chào xuân huyền cái nhóm theo dõi thầy lai like với nhóm theo dõi cô hằng là hai đối tượng khác nhau mà chào phương nam nghe rõ gì ạ vâng thực ra là có hai đối tượng khác nhau mà Chào Hoàng Ngũ, chào Cao Trần Vương, chào Nguyễn Phương Nam, rồi chào Đặng Văn Lương, chào Nguyễn Tuyên, nghe rõ gì ạ? Vâng, hôm nay anh em nó trang bị cho cái tai này nghe chắc là là sẽ rõ hơn. Vâng, chào Xuân Huyền, chào Lư Hiền. Rõ hơn rồi đi ạ. Vâng. Cảm ơn Nguyễn Phương Nam. Rồi. Nghe rõ lắm. Tốt rồi ạ. Vâng. Cả nhà mình chào nhau một chút nhé. Đến 8 giờ thì bắt đầu. Thôi thì ai theo dõi cô Hằng thì cứ theo dõi cô Hằng nhé. Chúng ta việc của chúng ta cần giải quyết việc của chúng ta thì chúng ta cứ giải quyết thôi. Vâng, chào Ngọc Lê. Chào Bình Ông. mà vâng. Dạo này à đang lấy 11 hecta đất ở phú thọ để làm một cái chỗ để để nay mai để đón tiếp các anh doanh nhân đây để giả sử mà các anh có làm việc stress quá thì lên uh, chơi với thầy đi bộ ở trên rừng rồi là ăn bát cơm muối vừng, yeah, lên rừng ăn bát cơm muối vừng rồi đi tập thể dục cho toát mồ hôi nó đẩy thải độc ra rồi là lại về làm coi như là là để cân bằng thôi mà. Rồi chào Việt Hồ, chào Lữ khách. Rồi. Chào Trần Khánh. Cho nên báo cáo các anh là trên uh, chắc là cái 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 mắt này quay nhìn nó trắng ra chứ còn thực ra mà nói ở ngoài bây giờ đen xì. Vì lý do là là phơi nắng suốt ở trên này. Rồi. Chào uh, Vân Tan Nguyên. Rồi chào Hoài Phương Đỗ. Chào Huân Nguyễn, đấy đang sắp xếp rồi, thì dự kiến là là báo cáo cả nhà là chắc là độ khoảng à hai tháng nữa, thì à, anh em là là phi xe lên đây được với thầy rồi, rồi là chào siêu thị điện thoại Thi Quyên rồi chào anh Thi, rồi xong rồi à, về đây ăn cơm muối vừng đi bộ ở trên rừng, xong rồi là là khi nào mà mà hết stress thì lại xuống làm tiếp hai tháng nữa thôi là đó tiếp anh em và tối thì ngủ ở nhà san. Đấy. chào thắng an tôn chào sinh vũ thì bây giờ là là dần dần thầy rút về sống ở trên rừng thôi thì ở công ty thì có anh tuệ anh lo rồi anh tuệ tổng giám đốc cùng với các cái tổng giám đốc công ty con thì anh em họ vận hành tự động hết rồi bây giờ mình đến chả có việc gì làm không cẩn thận anh em nó chửi cho anh chứ thì thôi lên trên này có khi lại còn khỏe ở nhà thì Việc cần làm thì không làm được. Thế thì 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 việc không cần làm lại cứ làm có khi vợ lại mắng, đến cơ quan thì làm phiền anh em. Thì thôi ta phải lên rừng thôi. Nhé, yeah. mà lên rừng thì ăn muối vừng. Rồi chào toàn uh, Đặng Quốc. Rồi, rồi xin mời cả nhà bắt đầu chúng ta đặt câu hỏi đi ạ để không bị mất thời gian của cả nhà. Vâng. Cảm ơn uh, Trần Hoàng Yến. Vâng. Chào Phạm Văn Học. Rồi cảm ơn Phương Nam. Rồi chào Trần Đình Nhật. Cảm ơn Trần Đình Nhật ạ. Vâng. Rồi anh em chúng ta cứ đặt câu hỏi đi ạ. Chào Thuận Thuận. Chào Nguyễn Trung Huy. Nói vậy tự nhiên lên trên mạng gì nó trắng chứ còn ở ngoài đen xì rồi. Bây giờ là, là nắng. Nó quất cho nguyên một tháng vừa rồi là đen xì rồi chân tay thì xước hết ra leo đồi rồi chào nguyễn trung huy chào trần vũ doãn chào đặng thống chào hồ quế chào nguyễn tài hải gói sản phẩm gì mới không à hải cái này thì bây giờ phải hỏi bên kinh doanh thôi chứ còn thực ra là Uh, mình bây giờ thì mình cứ nghĩ uh, được cái sản phẩm gì mới thì mình tung ra xong bên kinh doanh họ chọn thời điểm họ tung sản phẩm ra thôi vâng chào duy quang phạm chào nguyễn đức trinh vâng lên đây anh mời anh trinh lên đây làm bát muối vừng đảm bảo là là như anh trinh mà anh chạy lên xuống lên đồi xuống đồi nó rơi vào khoảng 10 uh, 16 hecta thì bố mà chạy đi một vòng là tôi nói là toát hết mồ hôi ra như ông phương nam nhà tôi ông lên trên này là ông ấy lên có tháng ông ấy giảm ba cân rồi đấy nhìn ông ấy đẹp dai hẳn lên chào nguyễn hữu uh, hùng cường rồi chào nguyễn văn hoàng rồi cả nhà đặt câu hỏi ạ chào phạm văn học rồi chào uh, đại ca lê hoàng nhà tôi vâng rồi uh, xin trả lời câu hỏi của anh nguyễn thế thành ạ à, thầy ơi Em chúc thầy sức khỏe nhiều ạ. À. Thầy cho phép em đặt câu hỏi ạ. À. Em muốn nghe thầy nói về tâm tâm can suy nhược ạ. À. Bệnh này có điều trị bằng thiền định tâm được không thầy? Em cảm ơn thầy nhiều. Vâng ạ. À. À, thế nào gọi là tâm bị suy nhược? Thì bản chất của chúng ta là à, chúng ta suốt ngày chúng ta đòi mong cầu một cái thứ gì đó vốn dĩ của tâm ấy là nó có bằng này căn bệnh là tham tham mà mình không đạt được cái mục tiêu của mình thế nào gọi là tham tức là chúng ta phải 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 hiểu rất rõ cái khái niệm của tham nhé tham là khả năng năng lực của mình nó không tài nào đạt được cái việc đó tức là nó thiếu cái nguồn lực hoặc thiếu cái trí tuệ tức là cách làm thế mà mình lại cứ đặt cái mục tiêu là đạt được một cái mục tiêu đấy thì nó trở thành ảo tưởng và nó trở thành đặt mục tiêu quá tham tôi lấy ví dụ như là bây giờ mình đặt mục tiêu là giống như một mấy bạn sinh viên mới ra trường ấy thế là bạn ấy đi theo cái đội nhóm mà nó kích ọp cho tinh thần thì các bạn ấy đặt mục tiêu là cuối năm nay em sẽ có một triệu đô tức là 20 tỷ một triệu đô thế thì khi mà người ta hỏi là thế bạn làm bằng cách nào để ra một triệu đô thì bạn ấy bảo không có cách nào cả nhưng mà cứ có niềm tin là có tất cả cái gì mà nghĩ trong đầu thì nó sẽ có trong tay thì cái đấy nó gọi là ảo tưởng còn cái gì nghĩ trong đầu mà có trong tay thì cái cái đầu tiên là mình đạt được mục tiêu và mình có niềm tin để đạt được mục tiêu đấy nó chỉ là một trong những điểm khởi đầu trong cái ngũ lực tức là nó là tín lực nhưng mà có tín lực rồi thì anh phải có tấn lực tức là anh phải nỗ lực hơn thì nó mới đạt được xong rồi là nỗ lực rồi nhưng mà anh phải 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 có cái định lực tức là anh phải phải có cái niệm lực anh phải có cái niệm lực tức là liên tục nghĩ về nó và nghĩ một cách tích cực xong rồi bắt đầu nó mới sinh ra tuệ lực và từ cái tuệ lực thì nó mới hình thành được kết quả chứ còn bây giờ là bố chỉ có có mỗi cái ước mơ không và nguồn lực và cách làm thì không có thì cái đấy nó trở thành ảo tưởng và tâm của mình rất là mệt mỏi hay là anh đi trái cái quy luật tự nhiên tôi lấy ví dụ khi anh làm người bán bất động sản chẳng hạn thì nguyên tắc là bán bất động sản thì anh nào mà những cái 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 cái, cái nhóm hàng mà dễ bán và thị trường nó đông ví dụ như căn hộ chung cư chẳng hạn thì anh giỏi thì có thể là hai tháng anh bán được căn đầu tiên còn nào anh nào bình thường thì có thể mất ba 3, 3 tháng còn nếu không anh phải nỗ lực đến 6 tháng anh mới bán được cái căn đầu tiên nhưng mà anh đã đặt mục tiêu là trong cái tuần đầu tiên tôi phải bán được một căn thì đặt mục tiêu thì rất là tốt nhưng mà nếu không có cách làm thì nó là ảo tưởng và liên tục tâm của mình nó bị cố gắng với và nó với nhiều và nó không đạt được và bạn thất vọng về chính bản thân mình thì bắt đầu nó xuất hiện cái việc do mình tham mà tâm của mình nó mệt thứ hai là tâm của mình sân là trong quá trình mình 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 sống trong cuộc sống này thì vốn dĩ là toàn những điều bất như ý nó đến với mình bạn cứ để ý mà xem trong 10 thứ nó đến với mình thì chỉ có một hai thứ là nó làm đến đúng ý mình và làm cho mình vui thôi chứ còn đến 8 9 thứ là nó đến là nó không đúng như ý ví dụ như ngay kể cả bạn đi mua một cái nhà thôi tiền của bạn bỏ ra và bạn ngắm thì về bạn vẫn phải chỉnh sửa một số thứ chứ nó không thể như ý mình ngay được vậy thì đa phần cuộc đời này nó đến với ta mọi chuyện đến với ta là bất như ý thế nhưng mà vì mình thì ạ à, cái gì mình cũng đòi như ý và cuối cùng mình trở nên chán đời chán người và chuyển lên sân và cuối cùng tâm của mình nó mệt vì nguyên tắc là mình mà ghét bỏ một ai đó thì mình là người mệt đầu tiên tôi lấy ví dụ khi tôi gặp bạn mà tôi không có ghét bạn Tâm tôi nó rất là bình thường Nhưng mà bạn gặp tôi một cái là Bạn nhìn thấy mặt tôi bạn đã điên tiết lên rồi Thì ngay lập tức là khí huyết của bạn Nó đã bị 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 trào lên Nó không chịu được Và cuối cùng bạn sinh bệnh Vậy thì rõ ràng là cái tâm sân ý, Tức là bạn bạn đòi hỏi quá nhiều thứ như ý Nhưng cuối cùng cuộc đời này Nó chẳng đáp ứng được những cái như ý của bạn Thì cuối cùng là bạn Chính bạn là người mệt mỏi Và cái tâm sân đấy Nó làm cho cái chất lượng cuộc sống của bạn Nó rất là tệ Và tâm của bạn nó bị mệt nó gọi là bệnh ở tâm hay là tâm gì ạ à? tâm si mê bạn thấy người ta có cái xe ô tô đẹp bạn cũng muốn có bạn thấy người ta có cái nhà đẹp bạn cũng muốn có bạn thấy có người ta có con vợ đẹp bạn cũng muốn có rồi là như vậy bạn muốn ôm cả đất bạn muốn ôm cả trời mà đời người thì làm sao bạn ôm được tất cả thế thì tận dẫn tới là cái sự si mê đấy nó khiến cho tâm can của bạn lúc nào cũng thấy cuộc sống của mình nó thiếu thốn và tự mình đã bóp chết cái cuộc sống của mình làm chất lượng cuộc sống của mình nó tệ đi và mình thấy nó khổ đấy rồi tâm nghi bạn làm một việc gì bạn cũng sợ bạn làm một việc gì bạn cũng sợ và tôi nói là trong cuộc đời này người mà ít ra quyết định nhất có lẽ là bác nông dân vì đến lúc nào trồng cây gì thì hợp tác xã cũng thông báo đến lúc nào mà bón phân hợp tác xã cũng thông báo đến lúc nào mà cày ruộng, hợp tác xã cũng thông báo đến lúc nào vào vụ gặt, hợp tác xã cũng thông báo và họ chủ yếu là chờ quyết định của người khác. Nhưng rõ ràng cái việc đấy là cả cuộc cuộc đời này không ra một quyết định nào thì cũng rất là an toàn. Tuy nhiên thì nó an toàn trong cái sự nghèo một cái chất lượng cuộc sống nó, nó nó tệ. Vậy thì nếu như cuộc đời này mình nghi ngờ nhiều quá thì rõ ràng tự mình cũng trói buộc cuộc sống mình vào một đời sống nó khổ chứ Cho nên là khi tôi có một cậu học trò cậu với bảo thế này Thầy ơi những thứ thầy dạy Em không hoàn toàn tin tưởng Thì tôi bảo ok Tất nhiên rồi Thế tôi hỏi là vậy thì bạn có tin tưởng những thứ thứ bạn nghĩ không Cậu ấy bảo là em cũng không tin tưởng Bởi vì những cái cách mà em đã làm nó đều thất bại Vậy thì tôi hỏi bạn rằng bạn cũng không tin tôi mà đấy là tôi làm thành công rồi mà bạn cũng không tin bạn, thì tôi hỏi bạn là bây giờ bạn sẽ tin ai? hay là bạn ngồi im và bạn khóc? Thế thì bắt buộc trong cuộc đời này mình không tin mình, thì mình cũng phải tìm một chỗ mà tin chứ. Cho nên mình đã không biết bơi rồi, thì cho dù đấy là cái cặng bèo mình cũng phải bám vào đã. Chứ còn bây giờ là đến gần chết đuối rồi mà nhìn một cái cây chuối mà mình bảo không biết cây chuối này nó có nổi không và không dám bám vào, thì cuộc đời của mình nó sẽ đi về đâu Vậy thì tất cả những cái thứ đó Nó khiến cho tâm của mình mệt mỏi Và bệnh của tâm là tham, sân, si, mạn, nghi Và người nào hàm chứa cái hàm lượng ấy nhiều quá Thì cái tâm của mình nó vô cùng mệt mỏi Và tôi nhắc lại Tâm tham chính là sự ảo tưởng về sức mạnh Và bạn không đạt được Nên lúc nào bạn cũng cảm thấy Là bạn không được bằng bạn, bằng bè Bạn cảm thấy là Tại sao bạn thất vọng về chính bạn là tại sao mình không đạt được. Cái tâm sân thì bạn có quá nhiều thù hận. Bởi vì bạn nhìn vào xung quanh bạn cái gì cũng bất như ý. Và cứ cái gì không như ý của bạn là bạn sẽ đưa vào. Và biến nó trở thành những cái khó chịu trong cuộc sống. Và từ cái khó chịu đấy nó phát tác cái khí của bạn nó bị đứt khí. Rồi bạn lại cáo gắt với người khác. Thì rõ ràng bạn cũng rất là mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống. Rồi cái tâm tâm si mê cuộc sống mà bạn đòi mọi thứ cái gì đẹp nhất cuộc đời này cũng dâng tặng cho bạn cả và bạn muốn đạt được mọi thứ thì cả cuộc đời bạn chạy theo nó và tôi cũng nói trước là bạn sẽ không bao giờ dừng lại tâm si bởi vì bất cứ ông nào bắt đầu tán gái thì đều là khen cô ấy đẹp cả nhưng các ông chỉ dùng được ba bữa thôi thì các ông lại bắt đầu sinh ra là cô hàng xóm đẹp hơn như vậy cả cuộc đời này chúng ta chạy theo như thế sao không bao giờ nó nó đáp ứng được hết những cái tâm si của mình. Vậy thì cái si mê quá thì tâm mình nó cũng mệt, và nghi ngờ quá tâm nó cũng mệt. Như vậy cái bệnh đấy gọi là bệnh của tâm. Và bản chất là thiền định không phải là đi tìm đến những cái thần thông mà thiền định là tìm về chính bản thể của tâm mình và tìm ra tâm bệnh. Và sau khi tìm ra tâm bệnh thì với chúng ta phải lập một kế hoạch để xử lý cái tâm bệnh bệnh của mình thông qua gì ạ à? từ thiền định thì chúng ta tìm ra cái căn bệnh nguyên nhân gốc của tâm và từ đó mình lập một kế hoạch để thực thi giải pháp trong đời sống à, thì như vậy là thiền định nó sẽ giúp chúng ta có một kế hoạch hành động cụ thể trong đời sống để giảm bớt cái lượng tham sân si mạn nghi và khiến cho tâm của mình nó trở nên an yên và chất lượng cuộc sống nó sẽ thay đổi vậy. À, à, chính cái cái việc thiền định chẳng hạn là trong một cái cuộc họp của công ty thì đấy cũng là một hoạt động của thiền định trong cuộc họp công ty thì bao giờ chúng ta cũng tìm ra gì ạ à? vấn đề à, và khi thiền định chúng ta cũng tìm ra vấn đề tức là vấn đề của mình là mình vui cái gì mình buồn cái gì mình thù hận cái gì mình đau khổ vì cái gì à, thì đấy là nguyên nhân thì trong cuộc họp giao ban cũng tìm ra nguyên nhân à tìm tìm ra vấn đề sau khi tìm ra vấn đề thì bắt đầu mình tìm ra nguyên nhân thì trong cuộc họp của mình là mình phải tìm ra bằng được là nguyên nhân tại đâu mà nó xảy ra vấn đề đó thì trong con người mình thì mình phải tìm ra bằng được cái nguyên nhân đấy nó nằm ở tâm tham sân si mạng nghi Thế đấy ví dụ một số chị bảo là ôi sao mình xấu quá mình thất vọng với cuộc đời quá ừ. thì đấy là nỗi khổ nhưng mình tìm ra nguyên nhân thì mình phát hiện ra là Úi rồi ôi cái mồm mình nó tham quá hốc nhiều quá nên nó béo chứ tội lỗi gì đâu vậy là tại cái tâm gì ạ tâm tham ăn à vậy thì sau khi tìm ra nguyên nhân tại cái tâm nào thì bắt đầu mình tìm ra một cái kế hoạch mình lập kế hoạch hành động để thay đổi cái thói quen ăn uống của mình trong đời sống để mình sẽ gì ạ? trở về cái thân cân đối thế thì lập ra kế hoạch thì đến đấy là chúng ta xả thiền và còn lại chúng ta sẽ điều chỉnh đời sống của mình thông qua lao động thông qua những cái hành vi trong cuộc sống. Thế cho nên là thiền định chính là ba bước tìm ra vấn đề, tìm ra nguyên nhân và lập được kế hoạch hành động trong đời sống. Và chỉ có đời sống với giúp chúng ta tu tập được, chứ không phải là tu tập được nằm trong thiền định. Cho nên một người với hỏi Đức Phật là, là trong thiền định thì Ngài thấy gì? Thì Đức Phật nói rằng tôi không thấy gì, tôi chỉ thấy chính con người tôi và sau khi xả thiền ra thì tôi biết cách để tôi bỏ tham sân si mạn nghi đi và đó chính là gốc của thiền và cuộc họp giao ban cũng là thiền nhưng mà ở đây là thiền tập thể, thiền của công ty. Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Thế Thanh. Vì vậy, để giải quyết cái bài toán mà giảm cái bệnh mà tâm can suy nhược thì chúng ta thiền định hoàn toàn giải quyết được bài toán này. Và thiền định không có nghĩa là ngồi thù lù một đống, giống thiền tức là ngồi như thiền thì không có nghĩa là thiền mà thậm chí tôi với bạn cùng ngồi nói chuyện và tập trung vào cách giải quyết tìm vấn đề tìm nguyên nhân và tìm ra cách giải quyết thì đó cũng chính là thiền định chứ không phải là ngồi thù lù một đống ngồi như thiền với là thiền rồi cảm ơn bạn và chúc bạn sẽ 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 thải bỏ được bớt những cái nguyên nhân gốc nằm trong tâm của mình để chúng ta sẽ tìm về cuộc sống an yên hơn. Rồi cảm ơn bạn. Rồi à, Hoài Phương Đỗ có đặt câu hỏi: Dạ thầy ơi, em có câu hỏi là ngày trước khi còn đi học ở trường phổ thông, em thấy mình học toán không giỏi. Như vậy liệu em có thể học mảng đầu tư được không ạ? À? nếu được em nên bắt đầu từ đâu ạ à? vâng ạ à. À, trong toán học trong toán học thì khó nhất chúng ta học từ dễ đến khó thì bao giờ chúng ta cũng học phép cộng trước xong phép trừ sau vậy khó nhất trong phép cộng trừ lại là trừ chứ không phải là cộng cho nên chúng ta được học cộng trước đến phép nhân chia thì khó nhất là chia cho nên ta học chia chia sau và học nhân trước thường chúng ta sẽ học từ dễ đến khó và trong đời sống cũng vậy trong đời sống là uh, khó nhất là móc túi tiền của mình ra chi một cái gì đó tôi gọi là chia trừ ừ. gọi là đầu tư đấy thì tôi gọi là phải trừ đi cái số tiền mình có nhưng mà khó hơn nữa là mình tập cái phép chia tức là làm về 10 đồng mà phải chia cho nhân viên của mình bao nhiêu đồng thì cái phép chia đấy cũng là một phép cực kỳ khó chứ còn nhân vào thì rất là dễ thế thì rõ ràng là tôi đang nói về toán học một cách gì ạ à? thuần túy nhưng mà toán học trong đời sống nó chính là chia giữa con người với con người và toán học trong 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 toán học trong trong khoa học tự nhiên mà mình học thì chúng ta học vi phân tích phân thì cái đó liên quan đến nhà khoa học thôi họ làm nhiều còn thực ra toán học áp dụng trong đời sống phần lớn là nhân với chia trong đó có cả nghĩa đen và nghĩa bóng Vì vậy tôi khẳng định là toán học không ảnh hưởng đến nhà đầu tư Vậy thì nhà đầu tư họ cần có bằng này tố chất một là họ nhìn thấy ai địa tức là cái ý tưởng và họ đánh giá cái ý tưởng này dựa trên khoảng 6 cái yếu tố yếu tố thứ nhất một ý tưởng này có mang lại giá trị cho cộng đồng không hai nếu cộng đồng cần ý tưởng này thì số lượng người cần ý tưởng này có đông không tức là họ đang tập trung vào gì ạ tổng cầu nếu có đông thì họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền để sử dụng cái ý tưởng của mình để tính gì ạ doanh thu và chi phí đấy rồi nếu mà ý tưởng của mình được tất cả mọi người chấp nhận thì trên thị trường hiện nay đang có bao nhiêu người cung cấp một cái dịch vụ sản phẩm tương tự như ý tưởng của mình ừ. thì như vậy để biết được gì ạ à? tính cạnh tranh trong hiện tại rồi nếu không có ai cung cấp thì một người bình thường họ có tiền họ tạo ra ý tưởng của mình có dễ không nếu chỉ có tiền mà giải quyết được thì có nghĩa là cạnh tranh trong tương lai rất gần và ý tưởng đó không phải là ý tưởng đặc sắc đấy và nếu vậy thì nếu mà có người họ nhảy và họ làm thì chìa khóa của mình để giữ cái ý tưởng này là gì còn nếu không giữ được thì đằng sau đấy mình có cách nào để phát triển luôn luôn dẫn đầu hay không Nó giống như điện thoại chẳng hạn Nokia giai đoạn 1 dẫn đầu nhưng không không có một cái bộ phận liên tục nghiên cứu và phát triển thì sẽ bị gì ạ? bị tụt hậu Vậy thì từ đấy họ mới ra được cái giá trị cốt lõi. Sau đó họ phải nghiên cứu tiếp. Vậy thì nguồn lực của anh có đủ đảm bảo không liên quan đến tài chính, liên quan đến trình độ nhân sự, liên quan đến vùng nguyên liệu, liên quan đến cái cái trình độ nhân sự ở cái nơi bạn đặt công ty. Liệu có nhân sự hay không? Thì từ đó nó ra ý tưởng và cuối cùng Họ mới tính CCSC, tức là họ mới tính ra được cái lợi nhuận của bài toán hiệu quả của bài toán đầu tư. Vậy thì trong đến 9 hay 10 cái mục để đánh giá về đầu tư có hiệu quả hay không, thì toán học nó chiếm không nhiều. Cho nên tôi khẳng định là thời phổ thông của bạn mà học kém toán thì không có nghĩa là bạn không thể trở thành nhà đầu tư xuất sắc được. Và điển hình rất nhiều nhà đầu tư cũng chỉ học hết lớp 2, lớp 3 thôi nhưng mà họ là nhà đầu tư cực kỳ xuất sắc và cái đó nó phần lớn là kiến thức quy luật của cuộc sống và họ có độ nhạy cảm về thị trường thì như vậy họ sẽ là nhà đầu tư xuất sắc chứ không phải là toán học nó sẽ đánh giá toán học thì cần đối với nhà vận hành nhưng nhà đầu tư thì chủ yếu liên quan đến độ nhạy cảm và đánh giá thị trường rồi cho nên hoài phương đỗ nếu ngày xưa có học kém toán thì bạn cũng rất yên tâm rất yên tâm để gì ạ, à, bạn uh, triển khai cái việc mà tham gia trở thành nhà đầu tư và nhân tiện của Hoài Phương Đỗ hỏi câu hỏi này thì nhân tiện đây thì tôi cũng chia sẻ um, một chút về cái quy luật của thiên nhân địa trong đời sống này chúng ta phải sống trong một cái cái quy luật chung của thiên nhân địa và bắt buộc chúng ta phải hiểu được thế nào là thiên nhân địa. Đầu tiên chúng ta về mặt nhân, tức là chính con người mình thì mình phải hiểu con người mình để mình hiểu được ý nghĩa cuộc đời này sống để làm gì và từ đó mình cho mình một cái mục tiêu và nhiệm vụ là khi nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta hoàn thành được cái sứ mệnh đó. Hoặc là đang trên đường hoàn thành cũng được nhưng có nghĩa là nó nhích đến thực hiện được cái sứ mệnh ờ, và hôm nay thì tôi có ngồi nói chuyện với một anh rất là giàu thế thì uh, tôi hỏi anh như thế này anh ấy kêu anh ấy rất là vất vả thì tôi hỏi anh ấy là thế thì anh vất vả anh lăn lộn bằng đấy năm thì cuối cùng cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay ấy thì cái anh mong muốn mà anh đạt được nó là cái gì anh ấy bảo là tôi muốn là dành dụm mà được nhiều tiền hơn cho con cái tôi để đến khi tôi mất đi thì chúng có điều kiện tốt hơn người khác. Tôi bảo quá tuyệt vời. Tôi lại hỏi tiếp, vậy thì anh có tin rằng là cái số tiền mà anh để lại cho con anh thì con anh nó sẽ phát huy nó phát triển được ra và nó giữ được hay không? Thì anh ấy bảo là tôi không chắc chắn. Thế tôi lại nói là vậy thì tại sao cả đời này anh lăn lộn và anh vất vả anh phải giành giật Để rồi anh làm một việc mà đến lúc nhắm mắt anh cũng không chắc chắn Vậy thì anh đang làm vì một việc không chắc chắn à, Đấy tôi lấy ví dụ như thế Thế thì bắt buộc mỗi một con người phải tìm ra cho mình một sứ mệnh Và chúng ta muốn lúc chúng ta nhắm mắt xuôi tay Thì chúng ta thực hiện được cái gì Còn nếu không thì chúng ta cố gắng lăn lộn để vượt qua đời sống này. Xong cuối cùng là lúc chết. Thì nó chả khác gì một đời sống của một cái cái động vật khác bình thường. Tức là ta lần mò neo mãi. Không qua được vách sầu. À. Thế thì sau khi tìm được sứ mệnh của đời mình. Và tìm được cái đích đến khi mình muốn nhắm mắt xuôi tay. À, thì mình hoàn thành được sứ mệnh đó. Thì người ta gọi là tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Thế sau khi tìm được cái đó thì bắt đầu chúng ta mới hiểu được cái quy luật của thiên, của trời đất ấy, và của cuộc sống. Thế thiên là gì? Thiên là trên chúng ta phải tuân thủ theo quy luật của trời đất. Ví dụ nó liên quan đến mùa. Một bác mà trồng cái cây đúng vào mùa xuân thì không cần tưới nước, cây nó cũng mọc. Nếu mà một bác mà trồng cây mà vào cái mùa hanh khô và mùa nắng như mùa hè thì bạn có tưới cây thì cây nó vẫn chết như vậy bạn đang cưỡng cầu lại những cái quy luật của tự nhiên ừ. hay là nếu mình chặt phá hết rừng thì cho dù mình có xây bê bờ đắp đập kiểu gì thì đắp đập thì dân chúng ta vẫn chịu phải chịu cái cảnh lũ lụt cho nên là chúng ta mà đi trái quy luật tự nhiên thì chúng ta rất là đau khổ Để. và việc thứ hai là phải tuân thủ pháp luật bởi vì pháp luật chính là thiên cho nên ngày xưa mà vua mà ra lệnh thì người ta gọi là thiên mệnh đấy tức là sống trong một đất nước thì bắt buộc bạn phải tuân thủ những cái thể chế của đất nước đó và bạn nào mà đi trái với cái thể chế đó thì bạn sẽ trở thành tù tội và nó còn liên quan đến quy luật của cuộc sống có làm thì mới có ăn có cho thì mới có nhận có chi thì mới có thu Đúng không? có học thì mới có trí tuệ Đấy. thế thì nó 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 có những cái quy luật mà bắt buộc chúng ta phải tuân thủ và nếu chúng ta chống lại cái quy luật tự nhiên đấy thì không bao giờ chúng ta đạt được và chúng ta luôn luôn bị đau khổ vậy thì à, đối với thiên chính là ba thứ tuân thủ những cái quy luật của vũ trụ như thời tiết như là con nước như là gió mưa đấy rồi tuân thủ những cái thể chế xã hội những cái văn hóa xã hội rồi tiếp tục tuân thủ những cái quy luật của đời sống nếu chúng ta đảm bảo tuân thủ ba cái quy luật đấy thì nó như một cái kim chỉ nam này thì chúng ta bước đi cho nên rất nhiều anh không tuân thủ kim chỉ nam đấy anh đạt được mục tiêu về tiền bạc và đời sống nhưng cuối cùng lại bị tù tội thì rõ ràng là chúng ta đi ngược mất cái kim chỉ nam đi lệch cái con đường và uh, cái quy luật của thiên nó chính là kim chỉ nam mà bắt buộc chúng ta phải tuân thủ để chúng ta về đích và đích là do chúng ta đạt ý nghĩa cuộc đời vậy thì tiếp theo thiên là gì thiên là toàn bộ những thứ mà chúng ta nhìn thấy à địa là gì địa là toàn bộ những thứ chúng ta nhìn thấy nó gọi là nguồn lực ví dụ nguồn lực để có nguồn lực con người thì bạn phải biết chia lương để có nguồn lực về tài chính thì bạn phải biết cấu trúc vốn để có nguồn lực về cơ sở vật chất và công cụ dụng cụ thì bạn phải có cơ chế hợp tác ví dụ như chúng ta đi thuê mặt bằng để chúng ta kinh doanh cũng là một cơ chế hợp tác thế thì rõ ràng ở ngoài kia có rất nhiều nguồn lực xung quanh ta chỉ có điều mình không có công thức để mình cấu trúc để quy tụ nguồn lực lại thì mình không đảm bảo được cân bằng thiên nhân địa vậy địa chính là nguồn lực giúp chúng ta có cái điểm tự cho cái điểm xuất phát đi và thiên chính là kim chỉ nam mà chúng ta phải tuân thủ theo quy luật tự nhiên và đời sống và pháp luật và cuối cùng mỗi một người đều phải có sứ mệnh để bước đi thì như vậy chúng ta đảm bảo được quy luật thiên nhân địa và trong suốt hai ngày vừa rồi thì tuấn phải ngồi viết lại một cái chương trình này rất là cụ thể và mong muốn cái chương trình này được đưa xuống toàn bộ dạy trong vòng ba năm và mỗi một tuần là hai buổi dành cho học sinh trung học phổ thông của CO High School đấy của hệ thống uh, trung học phổ thông CO High School để giúp cho các cháu nó hiểu ngay từ đầu về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước pháp luật nhà nước rồi mùa vụ nắng gió khi đến nghiên cứu một thị trường là phải biết họ kiếm tiền từ đâu họ tiêu tiền ở đâu thói quen tiêu tiền của họ là gì đấy rồi là hiểu về con người mình đấy rồi này hiểu về cách để làm thế nào để quy tụ con người lại cách để làm thế nào để quy tụ nguồn lực vốn lại cách thế nào để biết cách mà hợp tác mà lợi mình lợi người lợi chúng sinh thì ngay từ cấp 3 đã phải dạy cho các cháu cái tư duy này thì khi đến lúc mà các cháu bước chân vào học các trường đọc về lĩnh vực kinh tế thì gần như là nó đã có một cái khái niệm sơ khai và nó hiểu toàn bộ cái chương trình trong dạy đại học chính là công cụ giúp các cháu nó kết nối thiên nhân địa để chuẩn bị mà nó bước ra cuộc sống thì nó hiểu quy luật cuộc sống và có đầy đủ công cụ dụng cụ để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn của cuộc sống và nó tự tin để nó bước đi rồi thì đấy là một số cái tuấn muốn chia sẻ về cái 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 tư tưởng về thiên nhân địa và nếu như con người của chúng ta mà sử dụng cân bằng được thiên nhân địa tức biết tổ chức nguồn lực làm đúng pháp luật thuận theo quy luật của cuộc sống và thời vụ và cuối cùng thực hiện được sứ mệnh có ý nghĩa để mang giá trị đến cộng đồng thì không có lý do gì người đó không thành công và nhận được một cuộc sống hạnh phúc an lạc đấy vì chính vì vậy mà tuấn đưa ra cái chương trình co high school chính là một cái việc mà cái slogan là à, xây dựng một cái tương lai thành công và hạnh phúc cho 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 con trẻ đấy thì à, chia sẻ với cả nhà như vậy rồi cảm ơn câu hỏi của cả nhà và nhân tiện Tuấn cũng chia sẻ thêm cái phần thiên nhân địa. Rồi ạ. Tuấn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Xin lỗi cả nhà Tuấn sẽ vuốt xuống câu hỏi cuối cùng ạ. Để tránh tình trạng là nếu mà mà làm làm từ trên xuống dưới thì có những người sẽ sẽ những người mà vào sau thì sẽ không được trả lời câu hỏi Vâng. đây ạ vâng. có câu hỏi rất là dài của bác nào đây à, Nguyễn Văn Hiếu thưa thầy em có câu hỏi ạ bệnh nghi là nguyên nhân do đâu và phương pháp để chữa bệnh nghi ạ rồi ạ đối tượng ở đây là mẹ em năm nay u 60 rồi ạ rồi cảm ơn bạn khi con cái ở xa mẹ cũng lo lắng rồi khi về gần mẹ cũng lo lắng, luôn cố gắng chạy theo con cái cho dù có những lúc không cần thiết. Khi làm ăn buôn bán cái gì thì mẹ cũng muốn biết. Biết rồi vì là không hiểu và không có góc nhìn đầy đủ thì cũng lo lo sợ đúng rồi ạ. À? Đôi khi là phán xét nữa. Không cho biết thì cũng lo lắng bất an đúng rồi, chui vào cũng khổ mà để ở ngoài không biết ở trong nó vận hành kiểu gì thì cũng khổ. Đây là không phải là mẹ em nữa mà mấy ông chủ doanh nghiệp cho mấy bà vợ vào hoạt động cũng đều rơi vào trạng thái đau khổ này. Rồi cứ thế mẹ giữ những điều đó trong tâm đến một mức nhất định thì buột ra thành lời và chuyển những cái sự nghi đó qua cho con cái. Em cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng có thể là do góc nhìn vô minh và tâm lý bao bọc của những bậc cha mẹ, nhưng không thể đưa ra được câu trả lời đầy đủ và cũng không biết làm thế nào để mẹ bớt nghi được ạ. À rồi ạ à. à, chia sẻ với bạn thế này đây cũng là quy luật tự nhiên của đời sống và nếu bạn thấy việc này bất như ý và bạn cảm thấy nó rất là mệt mỏi thì rõ ràng bạn đang chống lại quy luật tự nhiên và tự bạn làm cho bạn khổ chỉ có điều thế này trong cuộc đời này kẻ nào mà không nghi Tức là mọi nhìn sự việc thấu triệt hết mọi vấn đề. Thì người đó không phải là người nữa. Người đó phải là thánh rồi. Thì báo cáo với các bác là em cũng phải nghi chứ. Còn bảo không nghi mà làm kinh doanh thì chết lâu rồi. Đấy. Nhưng chỉ có điều sự khác biệt của người nghi có trí tuệ và người nghi không có trí tuệ là khác nhau ở chỗ này. Người nghi mà không có trí tuệ thì người ta nghi một phát là người ta đưa cảm xúc vào ngay. Tôi lấy ví dụ một bà vợ không có trí tuệ Bà chỉ cần cảm giác là chồng mình là ngoại tình thôi Là bà ấy xưng mẹ mặt lên rồi Có khi bà ấy chửi chồng rồi Tức là mới nghi thôi nhá Thì cảm xúc nó đã buột hẳn ra rồi ừ. Thế còn cái người có trí tuệ Là họ nghi Nhưng họ để trong lòng Và họ theo dõi thêm Và khi nào Nó rõ thì họ không phải nghi nữa vậy thì họ nghi để họ giám sát còn một đằng nghi để bộc lộ cảm xúc thì hai cái góc nhìn của trí tuệ là khác nhau ví dụ như anh vượng anh quản trị doanh nghiệp anh có nguyên một cái ban giám sát vậy thì anh cũng phải nghi chứ nhưng chỉ có điều là thay vì nghi ngờ và phán xét bằng cảm xúc lung tung thì anh thành lập cái ban giám sát thì từ nghi nó trở thành không phải nghi nữa mọi thứ nó đều có rõ ràng rồi thì tự nhiên người ta nhẹ người và người ta không phải nghi nhưng nếu như mà mình không thành lập ban giám sát, nhưng mình cứ ngồi đấy và mình nghi và mình tỏ cảm xúc thì rõ ràng nhân viên nó sẽ bỏ hết đi. Tức là vậy thì chúng ta làm thì chúng ta phải tin. Mà đã tin mà thấy còn gợn thì phải có cách để theo dõi đánh giá bằng kết quả chứ không phải đánh giá bằng hành vi nhé. Đấy. Còn nếu mà mới nghi thôi mà đã bộc lộ cảm xúc thì người đó là vô minh. Nhưng vốn dĩ con người của chúng ta là hàm lượng vô minh rất là lớn. Tôi cũng thế mà. Chứ không phải là 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 chỉ có một vài người. Đa phần chúng ta đều là vô minh. Thế thì chúng ta phải hiểu đấy là một quy luật. Vậy thì chúng ta thấy ai nghi cũng là chuyện gì? Chuyện bình thường. Nhưng cách mà chữa nghi cho người khác đó là trả lời bằng kết quả ví dụ mẹ bạn nghi ngờ bạn đầu tư làm ăn như thế này là thua lỗ thì trong cái giai đoạn đó bạn phải chấp nhận rằng cái việc mẹ mình nghi là chuyện gì chuyện bình thường thế thì bạn phải lỗ lực lên hai trăm phần để nó ra một cái kết quả nào đấy và bạn dùng kết quả bạn chứng minh với họ thì họ mới hết nghi cũng tương tự như là À, lại nhân tiện cái cái chủ đề nó hơi hot à, Của anh Hoài Linh thôi à, Thay vì để cho mọi người nghi ngờ rằng là Anh Hoài Linh đã tiêu hết 14 tỷ đấy chẳng hạn Thì anh ấy đưa ra cái bằng chứng Là trong tài khoản của anh ấy còn 14 tỷ Và anh đã đi làm từ thiện hết 14 tỷ Thì làm cho người ta gì ạ à? Hết cái nghi về tổng tiền Nhưng nếu người ta nghi là tiền đó trong quá trình sử dụng mà ra vào Ờ à, thì liệu còn giữ được bằng đấy không? Ừ. Hay là trong quá trình đấy đã sử dụng tiền của họ rồi Xong bây giờ bù vào Thì anh ấy đưa cái sao kê ra Tiền ra tiền vào Thì là mọi người hết nghi có đúng không ạ? Vậy thì bản chất thế này Là muốn giải quyết cho người nghi Thì cách duy nhất Là bạn phải có bằng chứng Nó liên quan đến chính là kết quả ừ. Vậy thì nếu như mà mình làm năm ăn năm thua Thì mẹ mình lo lắng và nghi vẫn là gì ạ? À? Vẫn là đúng Nhưng mà nếu như mà mà mình có thành quả thì hãy nói với mẹ rằng mẹ cũng yên tâm con từ một thằng bơ vơ mà con lên Hà Nội đến bây giờ con có nhà có cửa rồi thì chắc là gọn không ngu lắm cho nên là tất nhiên là đa phần là con con cũng ngu nhưng mà lượng khôn nó khôn hơn ngu cho nên là tổng cái khôn trừ đi cái ngu là đến bây giờ vẫn còn dương cho nên con mẹ vẫn còn sống như thế này và vẫn có nhà thì như vậy là bạn lại vô tình bạn lại thay đổi được cái góc nhìn cho mẹ bạn chứ còn cuộc đời này không ai khôn hết. Đấy, ví dụ sáng nay tôi cũng ngồi nói chuyện với ông bạn. Tôi không giỏi hơn ông. Chỉ là xác suất thất bại của tôi ít hơn ông thôi. Ví dụ như là uh, 10 lần tôi làm việc thì có thể 4 lần tôi bị thất bại nhưng 6 lần tôi được thì có nghĩa tôi vẫn còn dương hai nhưng mà nếu như mà ông 10 lần ông làm mà 5 lần ông thua, 5 lần ông thắng thì ông dương không. Mà 6 lần ông thua, 4 lần ông thắng thì ông âm mất hai Vậy thì bản chất là cũng phải giải thích cái góc nhìn cho người ghi là vốn sĩ cuộc đời này không có cái gì như ý tức là thắng 100% trăm cả đâu chỉ có điều là gì ạ à? tỷ lệ thất bại nó thấp hơn tỷ lệ thành công thì có nghĩa là mình đã thành công đấy rồi chứ không có nghĩa là anh vượng đến anh vượng anh con bảo là tập tôi đầu tư thì nhiều lúc cũng phải năm ăn năm thua chứ còn uh, ai dám chắc được cái gì đâu uh, hay là tuấn có đầu tư thì tuấn xác định là có những cái cuộc chơi là năm ăn năm thua chứ lấy đâu mà chắc uh, Thế thì như vậy là chỉ có điều là thế này. Mình có 10 đồng thì mình đầu tư 5 ăn 5 thua 2 đồng thôi còn 8 đồng vẫn phải chắc. Đấy, còn nếu chắc cả 10 đồng thì 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 không có cửa để đầu tư. Còn nếu mà 5 ăn 5 thua cả 10 đồng thì có ngày ra đê ngồi. Cho nên là ví dụ có 10 đồng thì tôi được quyền trích ra 20% từ đầu tư rủi ro, còn 80% vẫn phải là chắc ăn, an toàn là bạn, tai nạn là thù. Rồi cho nên là quay trở lại cái câu hỏi của bạn ấy, một tôi tổng kết lại một, mẹ bạn nghi là tật yếu. Đấy là tâm lý chung của các bà mẹ. Nhưng chỉ có điều là mẹ bạn nghi thì mẹ bạn phải nít và chỉ tỏ ra thông qua cảm xúc lo lắng. Nhưng điều đấy bạn cũng không tài nào sửa được. Và bạn chỉ giải quyết hết cái sự nghi ngờ cho mẹ bạn bằng cách là những việc bạn làm nó phải thành công nhanh lên vậy bạn hãy nỗ lực hai ba trăm phần trăm để cái thành công ấy nó nhanh lên thì mẹ bạn nhìn thấy kết quả thì giúp cho mẹ bạn được gì ạ à, thoải mái hơn được xả cái 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 sự nghi ngờ ấy, ra khỏi con người mình ra khỏi cái tâm của mình thì đấy là cách duy nhất bạn giúp cho mẹ bạn uh, được an lạc. Còn bạn cứ ngồi bạn giải thích bạn đang làm việc mà năm ăn năm thua. Bạn cứ giải thích mẹ không lo lắng đâu. Mẹ cứ yên tâm chết con chịu mà. Cuộc đời con thế nọ, cuộc đời con thế kia. Thì không bao giờ các bà mẹ hết lo no lắng cho con. Ngay kể cả bà mẹ 90 tuổi rồi mà thằng con 70 tuổi. Bà mẹ vẫn lo cho con mà. Ngày xưa bà nội tôi là 90 tuổi rồi. Bác tôi là 60 tuổi. Bà nội vẫn hỏi. Thế nó đã ăn cơm chưa? vẫn lo cho con từng bữa cơm cho nên bảo các bà mẹ đừng lo cho con vô tư đi không xảy ra bạn đang cưỡng cầu lại cái 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 quy luật đời sống thứ hai bảo các bà mẹ đừng nghi ngờ những cái chuyện con nó làm nó gặp nguy hiểm thì không làm được việc đấy cách duy nhất là hãy chứng minh bằng kết quả và rút ngắn thời gian thành công xuống để giúp mẹ mình thải bớt được cái cái lỗi lo trong tâm rồi cảm ơn câu hỏi của bạn và chúc bạn hãy đi đúng quy luật cuộc sống, không được cưỡng lại rồi ạ. Vũ Hoàng Tuấn có đặt câu hỏi. Thầy cho em hỏi tại sao đôi khi tướng mạo một người lại toát ra một cách sống và sự nghiệp nối sống. Và một đứa trẻ mới lớn mà nó bị gieo rắc vào đầu khi lớn lên nó trở thành một người tiêu cực. thầy cho em xin giải pháp ạ. À. vâng cảm ơn bạn. À, cái đầu tiên đấy là chúng ta phải bàn về cái cơ chế cái này tôi giải thích nhiều lần rồi. cái cơ chế hình thành lên nhân cách của một con người. Ừ. À, tôi lấy ví dụ ở đây có hai ly nước. Ừ. thì nó có một ly nước là màu đen và có một ly nước là màu trắng nếu ly nước nào lớn hơn thì cái màu cái màu nó nó trở về cái ly nước đấy, nó rõ hơn. Ví dụ, ly nước màu trắng nó lớn hơn và ly nước màu đen thì khi tôi trộn lại với nhau thì màu nó sẽ gì ạ? À? Trắng hơn. Nhưng nếu ly nước màu đen nó nhiều hơn ly nước màu trắng thì tôi trộn lại với nhau thì màu đen nó sẽ sẫm hơn. Vậy ly nước màu đen là gì? Ly nước màu đen là bản năng của con người. Nó như động vật đấy bản năng của con người bất cứ ai nếu là nam giới bảo nó không mau gái thì thì không có chuyện đấy nó xảy ra mà bảo nó không thích tiền thì cũng không có chuyện đấy nó xảy ra bảo nó không si mê thì nó cũng không có chuyện đấy xảy ra nói gì thì nói đấy là những cái bản năng của con người thích ăn ngon mặc đẹp không làm mà hưởng thụ rồi được chơi suốt ngày vui rồi em út rồi là được chơi siêu xe rồi được quần áo đẹp tất cả những cái thứ nó thuộc về bản năng của con người nhưng chỉ nó khác nhau cái này đây là ly nước này là ly nước bản năng ly nước đen và ly nước này chính là ly nước giáo dục giáo dục và khi trộn với nhau cho nên tôi cũng máu gái nhưng tôi được giáo dục thì tôi kiềm chế được còn anh cũng máu gái mà anh không được giáo dục kỹ thì anh bản năng đấy cho nên ví dụ thế thế thì như vậy là uh, giáo dục thì nó xuất hiện từ đâu mà có giáo dục nó xuất hiện đầu tiên là cha mẹ cha mẹ là người làm gương cho nên cha mẹ mà ăn nói tục tiễu vô văn hóa thì đứa con nó cũng sẽ bị nhiễm cái đó cha mẹ mà đối xử với ông bà một cách tệ bạc bất hiếu thì đứa con có nguy cơ nó sẽ bị nhiễm cái đó sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó cha mẹ mà đa nghi thì rất dễ là bị nhồi cho con cái tư duy đa nghi cha mẹ là người mà 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 à, theo kiểu keo kiệt khôn lanh khôn lọt khôn, khôn 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 lỏi ấy, thì cũng dễ bị đưa đẩy con vào cái đấy cha mẹ là người thiếu trung thực tức là buôn gian bán lận thì cũng bị nhồi cho con một cái cái niềm tin đấy mà lại nhất là cha mẹ là người thành công mà lại gian lận thì niềm tin của đứa con nó lại càng vững chắc là đời này mà không gian lận còn lâu với giàu thì nó cài cái niềm tin vào đứa con nó ghê gớm vì vậy là đầu tiên cha mẹ là người thầy đầu tiên viết lên cái tờ giấy trắng của đứa trẻ và nó trộn cái màu vào và nếu cha mẹ cái giáo dục của cha mẹ là màu đen mà trộn với bản năng của nó màu đen nữa thì nó cộng hưởng thì đứa trẻ thì khủng khiếp tiếp tục nó lớn lên một chút thì nó chơi với những nhóm bạn mà nhóm bạn của nó cũng được giáo dục tương tự như vậy thì nó hình thành đến nhân cách nó trộn vào tiếp nó hình thành đến nhân cách nếu tiếp tục nó được gặp các thầy cô giáo ở trong trường mà cũng dối trá cũng dạy chúng nó nói dối nó lại trộn tiếp vào nữa thì đen kịt cho nên là cái nền giáo dục xuất hiện đầu tiên là do bố mẹ thứ hai là do nhóm bạn chơi thứ ba là do hàng xóm nhà mình thứ tư là do thầy cô giáo thứ năm lớn lên một chút nữa thì là do con người yêu thứ sáu là do ông sếp cho nên là đi vào một cái công ty mà nó có văn hóa tốt thì cũng là cơ hội để giáo dục mình đấy thế thì tất cả những cái thứ đó và cuối cùng là cái thứ bảy là do cái trí tuệ trải nghiệm và rút kinh nghiệm của đứa trẻ nó gọi là trải nghiệm thông qua lao động thế như vậy nó có bảy cái đó thì nó cứ nhuốm dần cái màu vào và nó nếu mà nó được đào tạo một cách bài bản thì nó sẽ giảm được bản năng đi nhưng mà nếu mà nó được chơi với một cái tụi mà nó là cái mặt trái của xã hội thì nó lại đẩy bản năng của nó lên cho nên một đứa mà thông minh mà lại trong một cái nền giáo dục đen cộng với bản năng của nó có sẵn đen thì cuộc đời của nó toàn nghĩ những thứ tiêu cực và đen kịt thôi đấy thì như vậy là một đứa trẻ lớn lên là một là do bản năng của nó Thế còn theo đạo Phật là bản năng ngay bản năng của mỗi đứa trẻ nó cũng hơi khác nhau một chút. Cái đấy là do nghiệp lực. Ví dụ như ông Phật ông đẻ ra ông đã hiền lành từ tốn. Còn đề bà đạt đa là lúc đẻ ra bằng bản năng thôi thì đã là thích giết chóc rồi. Đấy. Thế thì bản năng là do nghiệp lực trong vô lượng kiếp nó tích lũy nó để lại và cái giáo dục là trong thời điểm hiện tại. Cho nên hai cái đó nó cộng lại nó hình thành nên nhân cách và nó hình thành nên tâm nó gọi là hệ hệ thống niềm tin trong một con người ví dụ có những con người họ tin rằng cứ thật thà là giàu có có những con người thì tin rằng là thật thà thì ăn cháo mà láo nháo thì ăn cơm có những người họ tin là buôn bán là cứ trung thực chân thành át sẽ giàu có có những người bảo là đã, đã buôn là phải gian mà bán là phải lận đấy thì cái toàn bộ cái niềm tin đấy là do cái văn hóa nó tống vào não vì vậy là nền giáo dục khác nhau thì nó sẽ tạo ra màu của một đứa trẻ nó sẽ khác nhau rất 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 là quan trọng ừ. và từ cái niềm tin đấy thì bắt đầu nó xuất hiện ra hình tướng ví dụ cái nhân cách của nó tin rằng là buôn phải gian bán phải lận thì cái hình tướng của nó nhìn là thấy nó gian nó nấm nét ừ. nhưng mà nếu mà cái người trung thực họ bảo là buôn là phải trung thực chân thành mang lại giá trị cho khách hàng thì họ nói năng nó cũng ôn tồn nó sẽ xuất hiện ra hành vi vì vậy tâm nó sẽ sinh tướng cho nên là à, cha mẹ nó là tấm gương rất rõ để phản chiếu ra con cái rồi đến môi trường học tập nhóm bạn chơi văn hóa xã hội ừ. à, nó sẽ sẽ biểu hiện rất rõ cái đó vì vậy là là ngay từ từ bé thì muốn con cái nó tốt thì việc đầu tiên cha mẹ phải sống tốt và tử tế đó là thứ rất rất quan trọng Như? cái đó với là cái để lại vĩnh cửu cho con chứ còn lại để lại tiền cho con thì chưa chắc chưa chắc đấy thì nhân tiện đây chia sẻ với cả nhà là là sáng nay anh ấy mới có hỏi là vậy thì cái lúc chết đi thì mình để lại cái gì cho con thì là chắc chắn thì tôi nói là tất cả những người mà trong cuộc đời này anh giúp ý, thì anh tên tôi đi một trăm người anh giúp người ta thì chỉ có một người quay lại giúp được anh bởi vì họ khó khăn hơn anh nhưng nếu con anh vấp ngã thì trong một trăm người anh giúp thì có hai chục người họ sẵn sàng đỡ con anh dậy đó là để lại thứ vĩnh cửu còn nếu mà đời cha ăn mặn mà đến 100 người họ thân quen với mình mà họ biết đấy là con bố tuấn nó bảo vậy con bố tuấn thì đập một phát cho nó chết đi thì cái đó anh để lại dù anh có để lại cho con anh rất nhiều tiền nhưng mà anh để lại bao nhiêu cái sự thù hận như vậy thì rõ ràng là là anh để lại cho con anh một gánh nặng quá lớn tức là đời chan mặn đời con khát nước cho nên là thứ để lại cho con chính là gì ạ giá trị mà anh mang lại cho cộng đồng và anh gửi tạm giá trị vào đó và một ngày nào đó con anh cháu anh nó có gặp khó khăn thì mọi người lại giúp con cháu anh chứ còn anh đừng mong là anh gửi giá trị vào họ xong họ phải quay trở lại họ đền đáp anh thì nó không xảy ra chuyện đấy đâu vì mọi vật nó sẽ luân hồi không bao giờ có cái chuyện mà nước nó cho cái cây được tươi tốt, mà cái cây tươi tốt lại chảy nước ra để cho trả lại nước cho đất, không có cái chuyện đấy, thì cái lá nó mới bốc hơi nước nên thành trời mưa, Ở thành thành mây, mây nó mưa xuống đất nó mới có nước cơ mà. chứ còn nếu mà 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 đất mà tiếp nước cho 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 cây, xong bắt cây là mày trả lại nước cho tao, thì làm gì có cái cuộc chơi đấy? cho nên là mọi thứ nó đều phải có một cái vòng tuần hoàn của nó cho nên hãy gửi những đạo đức thứ đạo đức và những cái giá trị mà anh mang lại cho cộng đồng vào cộng đồng thì con anh sẽ nhận được một cái giá trị rất lớn từ cộng đồng đó là thứ mà bền vững mà cuối đời nếu anh nhắm mắt xuôi tay mà số người anh giúp được mang lại giá trị cho họ càng nhiều thì đó là anh để lại giá trị cho đời và cho chính con anh nó vĩnh cửu nó vĩnh hằng rồi ạ à, à, cảm ơn câu hỏi của Vũ Hoàng Tuấn rồi. Yeah. À, Khung Phùng có đặt câu hỏi rất là hay. Thầy ơi biết nhiều quá có tốt không? À. Biết nhiều quá trong cuộc đời này có bằng này, tầng bậc bậc này. Biết nhiều quá nói nhiều quá, làm nhiều quá, ừ. thì rõ ràng biết nhiều quá không ảnh hưởng, nhưng mà biết nhiều mà lại nói nhiều quá, à thì là không tốt. Vậy thì người ta bảo là biết nhiều nhưng nói đúng thứ người ta cần khó. Và bản năng của con người thường là khi biết nhiều thì lại thích thể hiện nhiều và vô tình là gậy ông đập lưng ông khó nhất của cuộc đời này biết 10, mà nói hai mà cái hai đấy lại đúng cái người đối diện họ cần bởi vì 10 cái của mình biết chắc gì người kia họ đã cần 10 thứ có khi người ta chỉ cần hai thứ thôi ví dụ như tôi bây giờ tôi biết nhiều mà tôi đi dạy lớp 1. Mà tôi phang cả tài chính, kinh tế, kinh doanh, thị trường Mà ném vào đầu một đứa Nó học lớp 1 Thì não nó vỡ ra nó chết chứ còn à? Vậy thì có khi anh chỉ nói cộng trừ Thì lại vừa miếng à, Nhưng mà nói với bác doanh nhân Thì bắt buộc phải nói tài chính, kinh tế, thị trường Mà lại đi dạy cộng trừ Thì bác tát cho ù tai Bác bảo mà tao đến đây để tao học mày cái này à Vậy thì biết nhiều thì là tốt Nhưng mà gì ạ à? móc ra đúng cái người ta cần thì đó mới là trí tuệ còn biết nhiều mà nói nhiều thì là vứt Đấy. rồi xong lại biết nhiều nói ít mà lại làm nhiều thì lại vứt và sai lầm lớn nhất của các ông giám đốc doanh nghiệp chính là biết nhiều xong làm nhiều tức là mình biết nhiều quá xong thấy nhân viên nó làm cái gì mình gứa mắt xong mình bỏ mẹ à, mày làm này ngứa mặt để đấy tao làm cho đến mức độ mà có những bà mẹ mà đứa con nó quét cái nhà nó hơi bẩn tí mà cũng ngứa mắt để đấy mẹ mẹ quét cho mẹ lau cho thì bao giờ đứa trẻ nó mới biết lau nhà vậy thì ngày hôm nay nó biết lau nhà là mừng lắm rồi bẩn cũng được sau ngày mai nó lau sạch hơn tí ngày mai nó lau sạch hơn tí như vậy mình lại phải biết kiên nhẫn và hy sinh cho người khác có cơ hội làm vậy thì biết nhiều là tốt nhưng biết nhiều nói nhiều thì là tệ nhưng biết nhiều nói đúng chỗ và làm đúng việc quan trọng cái đó nó mới là quan trọng nó mới là trí tuệ như vậy biết nhiều chính là kho gạo và chế biến nó thành món gì cho ai ăn thì nó gọi là nói đúng chỗ nhưng mà chế biến món bánh gì mà bán có nhiều lợi nhuận thì đó là việc ưu tiên. Đúng không cả nhà? Biết nhiều nó như một kho gạo. Nấu món bánh gì cho ai thì nó gọi là chọn lọc để nói. Nhưng mà làm ra bánh gì để nó có cái hiệu quả trong đời sống, việc ưu tiên đấy. Thì cái đó nó gọi là trí tuệ. Vậy thì làm đúng việc. Như vậy biết nhiều thứ nói đúng chỗ và làm đúng việc ưu tiên chứ không phải biết nhiều là bố mày làm tất đấy thì chia sẻ với khung phùng như vậy nhưng mà cuối cùng thì bạn lại đổ cho tại mình biết nhiều không phải không phải mình biết nhiều mà phải đổ tội cho gì ạ mình biết nhiều nhưng mà mình lắm mồm chết vì lắm mồm chứ không phải chết vì biết nhiều hai nữa là gì ạ chết vì cái gì cũng tham muốn làm cái gì ngứa mắt gãi đi cho nó đỡ ngứa đúng không và làm đúng việc ưu tiên thôi thế là cuộc sống nó nhẹ nhàng tôi nói ví dụ ngay kể cả nhân viên bán hàng của tôi chứ tôi nghe nó trình độ nó bán hàng với trình độ của tôi bán hàng tôi nghe tôi cũng ngứa mắt lắm chứ ngứa ngứa tai lắm chứ thế mình cũng nhảy vào mình sale à thế thì làm sao mình còn thời gian mình làm những việc ưu tiên nữa đấy cho nên là biết nhiều, nói đúng chỗ và làm đúng việc ưu tiên. Đấy, tôi nhắc lại. Và không có tội của biết nhiều. Mà chỉ có tội của ngứa mồm, ngứa mắt, ngứa tai thôi. Rồi, cảm ơn Khung Phùng rồi ạ. Cả nhà nghe có dùng được không ạ? Em xin phép em uống chén nước ạ. Muốn nghe comment cả nhà xem là cả nhà có dùng được không ạ? vâng mời cả nhà uống nước ạ hôm nay em đang ở trên phú thọ cho nên là phải à, đi live stream một khách sạn đây này đấy cho nên phải mua bịch nước cam mà mà ni lông để về uống đây này và trong lúc chờ trả lời câu hỏi tiếp theo thì anh Dũng Alan giám đốc của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam anh có nhờ em quảng cáo cho anh ấy một tí thì em xin phép được hai phút quảng cáo là trong thứ bảy tuần này thì trực tiếp em có huấn luyện luận trên zoom có chương trình là uh, giải pháp nào cho doanh nghiệp việt thời kỳ covid thì đầu tiên là em chia sẻ về cái cái tâm thế khi mà chúng ta gặp phải covid thì chúng ta bấn loạn chúng ta bình tĩnh Ừ. chúng ta đón nhận thì cái tâm thế nó rất là quan trọng xong việc thứ hai với cái tâm thế đấy rồi thì giải pháp nào về mặt mô hình kinh doanh giải pháp nào về kênh bán hàng và giải pháp nào về sử dụng nhân sự trong cái thời kỳ covid này thì như vậy là nó có cái cái tâm thế của ông chủ có cái giải pháp để vận hành doanh nghiệp trong cái thời kỳ covid để làm sao mà chúng ta <laughs> vượt qua thời kỳ covid này một cách nó oanh liệt nhất thì uh, trong cái chương trình uh, thứ bảy tuần này thì uh, học viện doanh nhân siêu việt nam có tổ chức cái chương trình này và uh, đích thân tuấn chia sẻ cái 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 cái, cái, cái bài này uh, vào cả ngày chủ nhật à vào cả ngày thứ bảy uh, từ 9 giờ sáng đến 4 năm giờ chiều gì đó thế thì uh, cả nhà ai mà muốn tham gia cái chương trình này thì có thể uh, và đăng ký với Học viện Doanh nhân siêu Việt Nam. Đối tượng nghe thì tôi cho rằng là Chủ tịch Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc cùng với các giám đốc chức năng, các trưởng phòng nghe thì rất là phù hợp. Tại sao tôi khuyến cáo cả trưởng phòng vì giá nó rất là rẻ, rất là hạt rẻ. Thế thành ra là 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 mọi người nghe để có cùng cái góc nhìn tư duy. Thì khi về mà chúng ta làm việc với nhau thì thì chúng ta có chung một cái tư tưởng, chung một cái góc nhìn tư duy thì làm việc với nhau nó sẽ đồng bộ hơn. Rồi chương trình quảng cáo đến đây là kết thúc hết nhiệm vụ với anh Dũng An An à, còn một chương trình thứ hai là chương trình nhờ vả à, báo cáo với cả nhà là em có làm chương trình à, à, sắp tới mở cái trường bầm non và đang đi tìm địa điểm mặt bằng và em đang cần tìm mặt bằng khoảng 1.200 đến 1.500 mét vuông ở chân đế các cái tòa nhà chung cư hoặc là à, có cái trường mầm non nào mà anh em có cái mặt bằng rồi mà chúng ta muốn hợp tác thì cũng rất mong là nhận được cái 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 sự hỗ trợ của cộng đồng và rất may là Tuấn đưa cái tư tưởng của siêu kit đối với trường mầm non vào thì có ekip của một số anh chị em nguyên là những cái lãnh đạo cao cấp và những giáo viên giỏi mầm non giỏi của hệ thống VinSchool. Thì các anh anh chị em cũng 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 sau khi hết hợp đồng với Vin thì anh chị em cũng về với Tuấn và chúng ta tạo ra một cái 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 mô hình đào tạo mới dành cho trẻ em mầm non thì như vậy là rất mong các anh chị em theo dõi live stream này à, ai biết thì mách cho Tuấn với à, thế thì mọi người cứ comment trên này thì sau đó thì là 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 các bạn ở bên CEO kit bạn sẽ vào bạn ấy sẽ liên lạc lại với anh chị em thì rất mong anh chị em hỗ trợ và địa điểm tìm là ở Hà Nội. Và đây là một phân khúc mầm non khá là cao cấp. Cho nên là thường là các tòa nhà phải đảm bảo được cái cái thu nhập mà bình quân đầu người ở chỗ đó nó cũng phải khá là cao thì vì có cái đủ cái chi phí để cho con đi học trường siêu kids. Rồi ạ. Rồi, chương trình quảng cáo kết thúc, bắt đầu tiếp tục chúng ta đến phần livestream tiếp theo. Vâng. Yeah. Quang Long có hỏi Thầy cho em hỏi Khóa học khởi nghiệp còn mở không thầy Em muốn học online có được không ạ à? Em cảm ơn thầy Rồi cảm ơn Quang Long à, Hiện nay thì khóa Strap Thì Tuấn quay rất là đầy đủ Dành cho các bạn trẻ Mà làm Strap Và đây là khóa học online Giá cực kỳ hạt rẻ Và học online 100% Thế nếu học sang Strap Thì có khóa siêu beginner tức là giám đốc của doanh nghiệp nhỏ, nhỏ xíu đấy, doanh nghiệp khoảng 10 nhân viên thôi thì học CEO beginner là rất là ok. Thế còn những cái khóa mà để cho bạn phát triển mở tầm doanh nghiệp ra thì có khóa siêu quản trị. Đó là học chính về cơ chế khoán và hệ thống cân bằng và điều khiển trung tâm của doanh nghiệp. Thế thì như vậy là là câu hỏi của Long hoàn toàn đáp ứng được. Thì bạn liên hệ với lại siêu Holding Nam Định cũng được xin lỗi anh em holding khác là tôi chỉ nhớ mỗi số điện thoại hotline của holding nam định là 0888 12 14 16 0888 12 14 16 thì ngoài ra bạn học xong qua strap online này thì các bạn được cơ hội tham gia làm hồ sơ và tham gia gọi vốn và tập đoàn siêu Việt Nam cùng với các cái quỹ đầu tư là những anh em là học viên của tập đoàn siêu Việt Nam của học viện doanh nhân siêu Việt Nam à, họ cũng là những cái nhà đầu tư dành cho startup và không có gì thay đổi năm nay nó bị covid chứ còn nếu không có gì thay đổi thì à, nếu hết covid tầm tháng 9 thì chúng tôi sẽ trực tiếp tổ chức những cái buổi mà dành cho các bạn startup gọi vốn và bọn tôi sẽ là nhà đầu tư và chúng tôi rất là quan tâm đến các cái startup trẻ à, Bọn tôi không quan tâm đến là bạn tạo ra nghìn tỷ hay mười nghìn tỷ hay bao nhiêu nghìn tỷ Tôi chỉ quan tâm lớn nhất là cái strap đấy nó có tính khả thi mang lại giá trị cho cộng đồng. lợi nhuận mà tôi không có tập trung sâu vào lợi nhuận và hiệu quả đầu tư mà tôi tập trung mang lại giá trị cho cộng đồng và đặc biệt là nó tạo ra những cái doanh nghiệp bền vững và sử dụng được nhân lực địa phương. Thì cái cách đó sẽ làm cho ngoài nhà đầu tư được một chút, cái người tham gia làm strap được một chút thì nhân dân địa phương còn được hưởng lợi từ các strap đấy thì như vậy nó sẽ mang cái tính mà mà nó gian trải cái sự thành công trên khắp mọi miền tổ quốc thì cái cách đó là cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra thu nhập bình quân đầu người ở trên đất nước nó 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 sẽ khá, khá xem xem nhau nó không bị phân biệt giàu nghèo quá lớn thì thì các bạn tham gia khóa học SRAP ở địa phương thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia những cái khóa gọi vốn như vậy và hy vọng là đến tháng chín mà covid mọi thứ nó ổn thì thì, thì 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 học viện doanh nhân siêu việt nam sẽ tổ chức những cái khóa gọi vốn cho các bạn rồi cảm ơn chúc quang long thành công rồi ạ và. À, Trần Duy có đặt câu hỏi thưa thầy năm nay em em 33 tuổi đã có gia đình học kỹ thuật nhưng đi theo anh ruột làm kinh tế quản lý cho công ty cho anh ấy giờ hai anh em mâu thuẫn do anh trách em không làm được việc giờ bế tắc quá có phải anh em ruột làm chung với nhau không hợp không thầy em đang muốn rút ra xin thầy cho em lời khuyên em rất cảm ơn thầy à, Vâng ạ ở à, chuyện mà một anh làm kỹ thuật và một anh làm kinh doanh mà à, không có một người điều tiết để có góc nhìn chung thì rất dễ bị mâu thuẫn thực ra hai người đấy là hai mảnh ghép tuyệt vời tôi lấy ví dụ à, cái áo này tôi mặc thì sinh ra cái áo này có cần phải thỏa mãn tôi không ạ chắc chắn rồi phải thỏa mãn tôi thì tôi mới mua thì để thỏa mãn để cho tôi mua thì cần hai góc nhìn một góc nhìn đầu tiên của anh kinh doanh và anh thiết kế là phải thiết kế ra một cái áo để nó phù hợp với cái phong cách và thị hiếu của tôi như vậy là anh kinh doanh thì anh ấy phát hiện ra anh marketing ấy anh ấy phát hiện ra thói quen và nhu cầu của khách hàng và anh ấy mang cái áo này cái mẫu áo này về anh ấy đặt hàng cho cái anh may thì anh may là anh kỹ thuật không thế thì anh kỹ thuật cũng phải thấu hiểu cái nhu cầu của tôi thì anh mới đồng thuận với cái anh kinh doanh còn nếu anh không hiểu thấu hiểu cái nhu cầu của tôi á anh lại bảo là làm chó gì có cái chuyện mà mà người ta lại mặc mặc lịch sự thì làm gì có cái áo hoa hoa thế này mặc lịch sự là phải mặc một màu chứ Doanh nhân ai mặc áo hoa. Anh bị điên à. Theo phong cách ăn lê mà nói. Theo nghiên cứu một 000 năm kỹ thuật của em mà nói. Thì không ai mặc kiểu đấy. Mất lịch sự. À. Vậy thì anh kỹ thuật anh có góc nhìn về sự đam mê. Và cái kinh nghiệm nghề nghiệp của anh ấy. Nhưng mà cái đam mê và kinh nghiệm nghề nghiệp của anh kỹ thuật ấy. Thì nó rất dễ lạc hậu. Bởi nhu cầu của con người nó là vô thường nó biến thiên theo thời gian có thể ngày hôm qua doanh nhân không mặc áo hoa phải là áo trứng sáo nhưng có thể ngày hôm nay doanh nhân lại mặc áo hoa nhưng cái anh kỹ thuật thì anh ấy mải mê ở trong nhà cho nên lúc nào anh cũng cũng bảo là nó không đúng nó không đúng với góc nhìn kỹ thuật của anh ấy không đúng với góc nhìn nghề nghiệp của anh ấy nhưng cái anh kinh doanh thì anh lại bám thị trường cho nên anh ấy thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Vậy thì rõ ràng hai anh này phải đều phải chung một góc nhìn là thấu hiểu khách hàng. Nhưng anh kỹ thuật anh ấy không tiếp xúc cho nên anh ấy cứ cãi lại anh kinh doanh. Mẹ Một là vậy là tao không làm được. Hai là nếu làm được nó rất là đắt. Ba là mẹ tao thấy là cái này làm là trong lịch sử Chả thằng chó nào làm kiểu này cả. Đấy. Thế thì rõ ràng là với đặt câu hỏi lại là anh kỹ thuật phải theo anh kinh doanh. Hai anh kinh doanh phải theo anh kỹ thuật. Thì thưa với cụ, mọi thứ trong đời sống đều phục vụ con người. Mà đối tượng hiểu con người nhất đó là đối tượng làm kinh doanh marketing. Họ được gần khách hàng nhất và họ thấu hiểu nhu cầu khách hàng nhất. Vậy thì anh kỹ thuật cố gắng đáp ứng được và nếu không đáp ứng được thì anh phải có cái bài toán nếu đáp ứng được thì mất bao nhiêu tiền. Nhưng ở Việt Nam có một thứ rất kỳ cục là ông kỹ thuật bắt ông kinh doanh phải nghe theo, thậm chí là bắt khách hàng phải nghe theo. Có một số ông kiến trúc nhà cũng vậy, bắt khách hàng phải kiến trúc theo đúng phong cách của ông ấy và nếu không đúng phong cách của ông ấy, ông hả ừ, trả dép bố về như vậy là duy ý chí. Tức là họ phải biết là còn nếu ông làm cho nhà ông thì ông phải đưa quyền chọn đúng phong cách mà ông thích. Còn ông làm cho khách hàng thì bản chất ông phải thỏa mãn khách hàng cơ mà. Vậy người mà thấu hiểu nhu cầu khách hàng là kinh doanh marketing và ông kỹ thuật phải phục vụ được khách hàng. Cho nên có cho nên trước khi người ta sản xuất sản phẩm Thì bao giờ người ta có một bộ phận nghiên cứu thị trường cơ mà Nghiên cứu thị yếu của thị trường, thói quen người dùng Thì bắt đầu người ta mới về sản xuất cơ mà Đây có bộ phận kinh doanh Họ nghiên cứu cho ông rồi Họ về họ đề xuất với ông rồi Nhưng có một số ông kỹ thuật cãi Nhưng mà tại sao Các sếp vẫn chiều lòng mấy ông kỹ thuật Vì Tìm một thằng làm kinh doanh dễ Chứ một thằng kỹ thuật mà nó làm lâu năm mà nó dỗi nó không làm nữa thì mẹ đào được cái ông đấy nó khó lắm. Cho nên bắt buộc người ta phải cố gắng lỡ ông. Nhưng mà càng lỡ thì ông lại càng lên nước. Ông lại tưởng là là bố mày nói đúng. Không, bố nói sai. Nhưng mà người ta phải chiều bố vì sợ bố đứng dậy tôi tìm ông khác nó hơi khó. Thì vậy thì em là dân kỹ thuật thì bây giờ thế này khi mà làm việc ấy, nếu anh em mà làm kinh doanh mà anh có thành quả rồi thì bắt buộc em phải tin anh ấy phải tin anh ấy thầy sợ là em là dân kỹ thuật thì góc nhìn của em sai còn nếu em tin là em làm kinh doanh tốt em hãy thử cầm kinh doanh như anh một thời gian bảo anh ấy cho em cầm thứ kinh doanh một tháng mà xem ông sẽ thấy có khi lúc bây giờ ông bừng tỉnh còn chẳng qua tôi không phải là anh trai của ông còn tôi mà là anh ruột của ông nhé mà tôi ném ngay ông vào thị trường bố mày cho mày vào làm kinh doanh thở xem thế có khi ông đi kinh doanh được khoảng 2 tháng có khi ông ngộ ra luôn ông phát hiện ra là nhu cầu của khách hàng nó rất là phức tạp và bắt buộc mình phải đáp ứng còn nếu không thì sản phẩm của mình không tiêu thụ được và công ty chết thì bây giờ ông về làm kỹ thuật thì có khi ông lại rất tuân thủ và ông, ông làm với cái gì ạ với cái sự nhẹ nhàng với cái sự khao khát với cái sự hạnh phúc còn nguyên tắc là khi ông anh ông về ông đưa ra một cái đề xuất có khi ông làm với sự ức chế ông bảo mẹ thằng anh này sao nó hay thay đổi thế nhỉ thằng anh thì bảo mẹ mà thị trường nó thay đổi thì tao phải thay đổi chứ đấy thì trần duy về xem lại xem thực sự nó nằm ở chỗ tính mình bảo thủ mình không nghe đề xuất của anh mình hay là mình đã nghe ông ấy 10 lần rồi và 10 lần đều chết nếu nghe ông ấy 10 lần và 10 lần đều chết thì vấn đề nằm ở ông ấy còn liên tục tranh cãi nhau về một cái, cái 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 vấn đề là có đáp ứng khách hàng hay không đáp ứng khách hàng nằm ở ông kỹ thuật thì em phải xem lại cái góc nhìn hợp tác của em chứ còn không phải là anh em ruột không làm được với nhau vấn đề là phải nhìn thấy cái góc nhìn và tóm lại nhiệm vụ của hai anh em em là phải thỏa mãn khách hàng hết chứ không phải là em thỏa mãn anh ấy hay là anh ấy thỏa mãn em mà tóm lại hai thằng mà không hợp tác với nhau để thỏa mãn được khách hàng thì hai thằng cùng chết chứ không có thằng nào sống hết cho nên hãy ngồi lại với nhau và điều quan trọng nhất là thỏa mãn giá trị mong muốn của khách hàng rồi cảm ơn trần duy trương thọ có đặt câu hỏi thầy ơi có thể dùng đạo phật để chữa bệnh trầm cảm không ạ rồi Ở để chữa được hay không thì thầy phải nói về nguyên nhân trầm cảm là một căn bệnh về tâm lý sau một biến cố sau một biến cố hoặc là họ trải nghiệm họ phải trải qua một cái quãng thời gian sống luôn luôn bị ức chế tâm thì nó sinh ra trầm cảm một là sau một biến cố ví dụ thất tình cũng có thể bị trầm cảm sau một biến cố có thể sinh con xong họ cũng có thể bị mắc bệnh trầm cảm sau một biến cố ví dụ như bố mẹ mình bị mất đi cũng có những người bị trầm cảm hoặc là sau một biến cố mà chồng ngoại tình hoặc sau một biến cố mà sau nhiều năm ức chế. Tức là họ sống cạnh chồng 5-7 năm mà ông chồng rất là gia trưởng. Và họ không có lối thoát. Bỏ chồng thì bố mẹ không đồng ý. Mà sống tiếp thì ức chế. Thế là họ bị trầm cảm. Họ phải đeo cái mặt nạ để họ sống trong nhiều năm. Và cuối cùng họ bị trầm cảm. Đấy thì căn bệnh chính là như vậy. Thế thì bản chất là gốc của căn bệnh này là tâm họ không được giải thoát nếu sau biến cố đấy họ không được giải thoát cái quá khứ ấy đi cái nỗi đau trong quá khứ ấy đi hoặc là họ mong cầu một cái tất cả trong cuộc sống họ mong cầu quá mức tức là họ cái gì họ cũng muốn như ý họ nhưng họ sống một người chồng họ cảm thấy họ đòi hỏi ở người chồng hoàn hảo nhưng nó không xảy ra thì họ phải chịu đựng nhiều ngày thì cái chịu đựng đấy là đôi khi nó không phải là chịu đựng nhưng mà tự tâm họ huyễn hoặc lên và họ coi đó là chịu đựng vậy thì một là tâm không giải thoát được sân si nó bị bị chìm trong tâm này. Nó không thể giải thoát được hai là họ đòi một hoàn cảnh như ý mà nó không xảy ra trong nhiều năm tháng thì rõ ràng bạn nhìn thấy nguyên nhân thì bạn thấy có chữa được không ạ hoàn toàn chữa được hoàn toàn chữa được rất nhiều người trầm cảm sau khi nói chuyện với tôi họ gần như là bừng tỉnh và thoát khỏi cái đó cho nên là đạo phật giúp cho người ta loại bỏ những cái hạt độc tham sân si mạn nghi ra khỏi tâm và để giúp con người trở lại trạng thái an lạc và vui trong đời sống mà an lạc và vui trong đời sống thì chính là loại bỏ cái gì ạ cái căn bệnh trầm cảm rồi đấy nhá trường thọ cho nên đều có giải pháp mà dùng đạo phật với là chính thống còn chữa bệnh tâm lý tạm thời hoặc tiêm thuốc cái gì đó tạm thời nó chỉ là chữa phần ngọn thôi nó cực kỳ là nguy hiểm nó cực kỳ là nguy hiểm ừ. rồi ạ cảm ơn uh, trương thọ Rồi Nguyễn Thanh Ngọc có đặt câu hỏi Thưa thầy cho em hỏi người mẹ đơn thân đây nhỉ? Người mẹ đơn thân làm thế nào để nuôi con tốt và phát triển được sự nghiệp an toàn ạ à? Thú thực là tôi không khuyến khích phụ nữ nuôi con đơn thân Ờ bắt buộc là khi đứa trẻ mà nếu nó là con trai thì nó lớn lên chút thì bắt buộc là phải 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 cho nó sống gần nam giới như đông đại tuấn có chia sẻ cái câu hỏi đông đại ấy, là là một đứa trẻ nó có cái bản năng của nó song cộng với cái giáo dục của cha mẹ thì nó hình thành nên nhân cách thế thì nói gì thì nói một đứa đứa trẻ mà nó sống với một người mẹ đơn thân ấy, nó nếu là nó là con trai thì nó sẽ rất bị ảnh hưởng là bởi vì phụ nữ nói gì thì nói chứ họ không có quyết đoán và họ không có dành um, mạch như nam giới phụ nữ dù sao cũng cảm xúc hơn thế thì họ phải là phụ nữ thế thì nếu mà mà đứa trẻ mà đứa con trai nó sống cạnh mẹ và nó không sống cạnh nam giới cạnh cạnh, cạnh cha ấy, thì nó nó bị một cái nguy cơ là nó xử lý mọi thứ rất là phụ nữ vì nó nó không có tấm gương và nó nhìn cái tấm gương là hình ảnh người mẹ xử lý mọi việc trong đời sống thì sau này nó ra đời sống nó xử lý rất phụ nữ và nếu may mắn mà đứa trẻ nó thông minh thì nó rút kinh nghiệm được thì nó sẽ trưởng thành cho nên là dù mà bạn không có mà bạn phải nuôi con đơn thân thì nếu con mình là nam giới thì bắt buộc bạn cũng phải uh, cho con mình tiếp xúc với những người nam giới nhiều hơn có thể là chú có thể là cậu thậm chí có thể là bạn trai của mình thì như vậy nó, nó nó sẽ hình thành nên nó 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 hình thành nên cái cái cách tính cách của đàn ông còn nếu nó sống với mẹ từ bé mà nó không được tiếp xúc với đàn ông và nó nhìn toàn bộ cách xử lý cuộc sống của mẹ thì sau này đứa trẻ nó không có nam giới nó có nguy cơ lớn nên nó xử lý theo kiểu của xử lý đối mặt với một một cái cái cái, cái sự việc nó xử lý theo kiểu của phụ nữ. Ừ. Rồi. Thứ hai, nếu con mình là con gái. Thì nguyên tắc một người mẹ mà đã ly hôn ấy, mà sống độc thân. Và sau đó đứa con gái lớn lên ở cùng với mẹ. Thì khi nó lớn lên nó lấy chồng. Nó cũng rất dễ có nguy cơ là ly hôn. Bởi vì cái thứ nhất. Là nếu người mẹ bơm vào đầu đứa con gái. Là con đường tin vào đàn ông. Thì việc đầu tiên đứa bé nó lớn lên Nó đã nhận được một cái Cái mẹ nó suy dạy là đừng tin đàn ông Đàn ông đáng tin lắm chứ Nó đáng yêu lắm chứ ừ. Thì đã suy dạy là đừng tin đàn ông Xong phát thứ hai Nó nhìn thấy là Trong nhà mọi thứ mẹ nó đều ra quyết định Thì đến lúc nó đi lấy chồng ấy Nó cũng rất hay ra quyết định thay chồng nó Đấy là cái nguy cơ thật sự đấy nhá Bởi vì hàng ngày nó thấy là tất cả mọi việc trong gia đình mẹ nó ra quyết định mà thế thì bây giờ nó lấy chồng nó cũng nó cũng ra quyết định ông ơi mà mặc dù bây giờ nó đang có chồng mà nó còn không cho chồng nó quyết định mà nó vẫn quyết định thế là vợ chồng nó xảy ra mâu thuẫn thế khi xảy ra mâu thuẫn thì mẹ nó lại bảo là gì có đời nếu không thích thì mình bỏ đi thì lại về sống với mẹ ờ à, thế là mẹ mà độc thân thì có nguy cơ là <laughs> mẹ mà đơn thân là nguy cơ đứa con nó cũng dễ đơn thân. Cho nên có những thế hệ có những gia đình là ba thế hệ đơn thân. Là vì cài đặt niềm tin. Đấy. Cho nên là Nguyễn Thanh Ngọc ạ, à. à, tôi không à, mỗi người một hoàn cảnh, không ai muốn sống đơn thân cả nhưng mà đôi khi có những cái hoàn cảnh riêng. Nhưng mà nếu mà dạy con cái thì bạn phải hiểu được cái nguyên nhân đấy, thì từ đó bạn có những cái giải pháp. Ví dụ như con gái thì mình nuôi con gái lớn lên thì mình đừng bơm niềm tin và cho con gái là đàn ông nó tệ thứ hai là có những việc mình phải giải quyết thì bạn cũng dành mạch là cái việc này là của đàn ông thế con lấy chồng là sau này việc này để cho chồng nó quyết còn cái việc này là, là là phụ nữ quyết nhưng mà vì mẹ là đóng vai cả đàn ông và đàn bà cho nên mẹ phải quyết việc này thì đấy là cái giáo dục thứ hai và cái giáo dục thứ ba là khi mà nó xảy ra mâu thuẫn thì bạn không được cài đặt niềm tin của bạn vào với con khi con đi lấy chồng cứ nó xảy ra mâu thuẫn mà thôi con đã giải tán đi về mẹ thì nó sẽ xảy ra cái cơ nó sẽ lặp lại đấy thế còn nếu mà mình là con trai nuôi con trai thì bắt buộc khi mà đứa đứa bé nó hình đứa bé nó 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 được à? Uhm. khoảng 6 7 tuổi bắt đầu nó hình thành cái nhân cách rõ hơn thì bắt buộc bạn phải phải cho nó tiếp xúc nhiều với đàn ông nhiều hơn và nó nhìn cái cách hành xử của đàn ông thì lớn lên bắt đầu nó bị gặp một vấn đề nó bị xử lý theo kiểu đàn ông còn nếu không có xử lý theo kiểu phụ nữ để chết dở đấy rồi cảm ơn nguyễn thanh ngọc và, và chúc bạn có những cái giải pháp thế còn sống độc thân vẫn hoàn toàn là tốt mà không vấn đề gì cả chỉ có điều mình phải có những cái giải pháp để cho con mình để làm sao nó dung hòa được cái 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 vấn đề khi nó đối mặt nếu nó đàn ông thì nó đối mặt vấn đề thì nó phải giải quyết theo kiểu đàn ông còn nếu là phụ nữ thì nó đối mặt một vấn đề thì nó phải giải quyết theo kiểu phụ nữ để nó nó đúng là nữ tính và đúng là là men đấy thì cái đấy là rất là quan trọng rồi cảm ơn uh, nguyễn thanh ngọc và chúc bạn uh, thành công và và hạnh phúc với những đứa trẻ nhà mình nó sẽ trưởng thành rồi cảm ơn nguyễn thanh ngọc rồi tinh thần hôm nay là chín giờ hai phút rồi thì uh, Chắc là tạm thời chúng ta phải chia tay nhau ở đây Một số người chưa được trả lời câu hỏi thì mong hoan hỉ Đón nhận bởi vì thời lượng nó có hạn Và vẫn thông báo lại với cả nhà là hy vọng là hai tháng nữa Thì Khánh Thành Cái cái khu mà Tuấn làm ở trên này Ở trên Phú Thọ này Gọi là Phú Thọ thôi nhưng mà cách Hà Nội khoảng 70 cây Tức là chúng ta đi mất độ khoảng 7-80 phút gì đó Đường nó cũng đẹp Thế thì uh, hy vọng sẽ đón mọi người ở đấy và trong quá trình mà chúng ta và 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 sẽ tổ chức được một cái buổi là mong muốn là tổ chức là cứ chiều thứ bảy hàng tuần thì sẽ đón các gia đình lên. Và Tuấn có cơ hội Tuấn chia sẻ với các gia đình về về văn hóa, về cách nuôi dạy con cái rồi là về con người, về để, về đạo Phật. Thì từ đó thì 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 chúng ta hình dung ra từng mỗi một cái con người là một tế bào, mỗi gia đình là một cái phân tử của xã hội, thì như vậy là là mình sẽ làm từng việc một và giúp cho các gia đình doanh nhân là từ cha mẹ, con cái, anh chị em cho đến đồng nghiệp, nó đồng hệ tư tưởng và tư duy và dần dần nó cứ lan tỏa như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái xã hội Việt Nam với những doanh nhân tử tế và làm việc tử tế mang lại giá trị cho cộng đồng thì đấy là cái hy vọng mà tuấn làm cái cơ sở này ra và cứ chiều thứ bảy thì chúng ta sẽ có một cái chương trình như vậy để đón các gia đình doanh nhân vâng thì đang nỗ lực để cố gắng hai tháng nữa để thực hiện được cái 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 mong muốn của mình rồi ạ cuối cùng xin chúc cả nhà một buổi tối an lạc và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại